Quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, mình là Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, đó chính là tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, lọ đồ chi nghiêu, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tháng 11 âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, tiền tỷ về tay, giàu hơn trúng số. Tổng quan tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Quý mệnh chủ thân mến, cổ nhân đã từng nói rằng, muốn cười thì phải biết khóc, chưa trải thất bại thì sao có được thành công. Lời này đã chỉ rõ rằng, cuộc sống con người không có điều gì là vĩnh cửu. Có thể bạn sinh ra trong hoàn cảnh tốt, nhưng sẽ có thời điểm bạn mất hết tất cả, chẳng còn lại gì, để đến khi ấy, bạn mới có động lực mà bứt phá vươn lên. Có những con người, sinh ra đã mang theo cơ cực, không có nghĩa là bạn sẽ phải chịu cảnh ấy đến hết đời, cứ mạnh mẽ lên mà tiến bước, đến một ngày thì bạn sẽ được nếm vị của thành công. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được gửi tới quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, những bí mật để rút ngắn quãng đường đi đến thành công ấy. Xem tử vi tháng 11 âm lịch tuổi Tân Sửu để thấy rằng con giáp này kinh qua khổ nạn, thời điểm này sẽ là lúc cát tinh, lộc tinh, chiếu thẳng mệnh của con giáp này. Bản mệnh có khả năng xoay chuyển càn khôn, làm ăn trúng lớn, vận may tới tấp ùa về, nghèo cỡ nào cũng sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền vàng đầy két, tiêu xài thả ga, nợ nần trả sạch, đổi đời đại gia. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, là tuổi con trâu, năm sinh âm lịch, Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, đất trên vách. Mệnh nam, cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh nữ, cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Tân Sửu được Phật Bồ Tát Phổ Hiến ban phúc, Phật Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo hộ. Người tuổi Tân Sửu mang đặc tính của đất, tính cách thường trầm tĩnh và luôn hy vọng sẽ có được những thành tựu tốt đẹp nhờ vào nỗ lực của bản thân. Họ cũng có lý trí mạnh mẽ, thường không làm hoặc không đảm nhận những việc ngoài khả năng của mình. Họ thận trọng và nghiêm túc trong công việc, luôn tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra. Chính vì vậy, họ cũng không giỏi trong giao tiếp và đôi khi cảm thấy cuộc sống thật cô độc, đơn điệu. Họ là những người có cá tính và rất nghiêm túc, ngoài việc coi trọng tính công bằng của sự phân phối lợi nhuận, chính vì họ chính là những đối tác đáng tin cậy. Họ không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thử thách và thường có được thành công nhờ sự giúp sức của bạn bè thân thiết. Vì không được sao tốt tương trợ nên người này thường khá vất vả, bận rộn với công việc nhưng kết quả không được như ý. Màu hợp với tuổi Tân Sửu là đỏ, vàng. Màu khắc với tuổi Tân Sửu là xanh. Tính cách tuổi Tân Sửu. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Tân Sửu đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc. Tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét, đều phân minh, rõ ràng. Người tuổi Tân Sửu có lối sống, đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị dày vò hối hận. Người tuổi Tân Sửu là những người rất cứng rắn. Sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm Trinh trong tử vi. Trong sách tử vi đầu số, viết về sao Liêm Trinh có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Tân Sửu thì đôn hậu, ôn hòa. Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Tân Sửu giỏi quản lý và nghiêm túc.
Người tuổi Tân Sửu có nhân sinh quan cống hiến, luôn vì lợi ích của những người khác không biết mệt mỏi. Để làm được điều đó thì họ thường xuyên rèn luyện trau dồi không ngừng. Người tuổi Tân Sửu nên suy nghĩ thực tế, giàu trí tiến thủ, họ siêng năng làm việc phấn đấu vì công danh, tài lộc, bản chất họ là người trung thực. Hợp tác làm ăn với người không bao giờ nghĩ đến chuyện lọc lừa, cũng không giành lấy phần lợi về mình. Đây là đối tác kinh doanh tốt mà mọi người nên hợp tác kinh doanh làm việc cùng. Vận tài lộc của người tuổi Tân Sửu khá tốt, thuận lợi trên con đường kiếm tiền. Con số hợp với tuổi Tân Sửu là 2, 5, 8, 9. Con số khắc với tuổi Tân Sửu là 3, 4. Sự nghiệp tuổi Tân Sửu. Tân Sửu rất phù hợp với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, luật pháp. Một số khác có duyên với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quản lý kho tàng, ngân sách tài chính có thể phát huy được hết sở trường ưu thế của họ. Những người tuổi Tân Sửu nên theo lĩnh vực kinh doanh. Duyên bán hàng rất tốt, về tiền bạc Tân Sửu ở mức khá giả trở lên. Bản thân họ là người rất cứng rắn, sống theo khuôn phép, luật lệ và hay để ý tới hành vi, lời nói của người khác, nhưng cuộc sống của họ được đánh giá là ổn định trong suy nghĩ, lập trường. Do vậy nữ Tân Sửu hợp với kinh doanh, sẽ phát tài phát lộc nếu chăm chỉ và có thể bớt bản tính cứng nhắc của mình đi. Nam giới tuổi Tân Sửu phù hợp với các ngành nghề an ninh quốc phòng, luật pháp, ngân hàng, kiến trúc, xây dựng. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 11 âm lịch của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Xem tử vi tháng 11 tuổi Tân Sửu âm lịch, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Nhị hợp trợ mệnh, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ, sẽ là cơ hội mà bản mệnh nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Con giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng đổi lại, bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi. Về tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với tuổi Tân Sửu khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa còn lại có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu khá là ổn định, bạn ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài thì bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 11 âm lịch, tháng Giáp Tý, người tuổi Tân Sửu nhờ gặp được các tinh cao chiếu nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn, đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại, bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt, thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan ủng hộ, tháng này, bản mệnh còn có điềm báo, được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn có, Tân Sửu nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi, trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những người đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng để bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình nhé. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay là làm tự do thì con giáp này đều hài lòng với những gì mà mình đạt được.
Tiếp theo là phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Tân Sửu cũng có khá nhiều điểm sáng. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này, dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công là rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức về việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá là đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi, để lo việc làm ăn, có nhiều vấn đề, bạn cần đích thân đứng ra xử lý. Dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng, để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng, con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Tân Sửu bỏ bê sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây là tháng hài lòng với tuổi Tân Sửu khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người cô đơn lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá là vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình. Có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa, đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim, đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng mới duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi này ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa thì cần hết sức thận trọng, nơi đất khách, quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên của tuổi Tân Sửu. Công việc được dự báo là rất hanh thông, thời điểm này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được là khả quan. Tuần này, Tân Sửu có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách thì cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm tuần này của người tuổi Tân Sửu khá là rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tử vi tuần của 12 con giáp về tình hình sức khỏe trong tháng 11 âm lịch thì thấy rằng tuổi Tân Sửu vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung là không ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính thì nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Quý nhân, Dậu, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Ngọ, màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 25, 68, 16. Tử vi tuần thứ 2, tuổi Tân Sửu 1961. Được cả cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc.
Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn và đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong tuần này là rất lớn. Đường tài lộc của Tân Sửu tuần này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp bản mệnh có thu nhập ổn định, thậm chí là có phần nhỉnh hơn một chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng. Tuần này là lúc mà tuổi Tân Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân thì cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì là nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thời tiết nóng bức hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sau dịch mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tuần Tân Sửu nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Mùi, màu sắc may mắn, đen, xanh. Con số may mắn, 66, 25, 28. Tử vi tuần thứ 3, tuổi Tân Sửu 1961. Nguyệt lệnh tuần này rơi vào đất Lâm Quan, giúp Tân Sửu có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu, hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra, khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nhờ sau bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá là suôn sẻ. Ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại, con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang cô đơn và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tuần này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức nhé. Quý nhân, Tuất, Hợi, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, cam. Con số may mắn, 17, 69, 55. Tử vi tuần cuối, tuổi Tân Sửu 1961. Nhị hợp cục xuất hiện, hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú trâu, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh nâng đỡ, Tân Sửu thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt, công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tuần này rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng người, đúng thời, nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công là khá cao. Phương diện tình cảm của Tân Sửu tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, các cặp đôi tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui, gia đạo có hỷ sự. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Tân Sửu trong tuần này, cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể là do thời gian qua. Bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Quý nhân, Sửu, Hợi, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc may mắn, xanh, vàng. Con số may mắn, 56, 16, 86. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay. Đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh.
Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo, không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.